Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi suốt 24 giờ qua. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn đăng ký kênh để không bỏ sót những thông tin mới nhất đến từ Thời sự 24 giờ TV. Trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình thời sự trong nước 24 giờ qua, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Cựu giám đốc CDC Hà Nội sắp hầu tòa vì thủ đoạn thổi giá thiết bị xét nghiệm. xử phạt người đàn ông xúc phạm cảnh sát giao thông để bênh vợ. Xét xử 47 bác sĩ điều dưỡng bệnh viện tâm thần Thanh Hóa tuồn thuốc ra ngoài bán trục lợi. Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính tại Tây Ninh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Cựu giám đốc CDC Hà Nội sắp hầu tòa vì thủ đoạn thổi giá thiết bị xét nghiệm. Tòa án nhân dân Hà Nội cho biết trong các ngày mùng 10 đến 12 tháng 12, cơ quan này sẽ xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội và 9 bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ba đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng giữ quyền công tố, trong đó một người là kiểm sát viên cao cấp. Trong vụ này, viện kiểm sát truy tố 10 bị cáo ở khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Theo cáo buộc, đầu năm 2020, CDC Hà Nội mua hệ thống real PCR tự động để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch. Việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do thời gian gấp. Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Nhật Cảm đã cấu kết với một số doanh nghiệp tư nhân gian lận giá bán thiết bị. Sau đó, ông Cảm chỉ đạo cấp dưới, hợp thức toàn bộ quy trình chỉ định công ty trúng thầu. Cơ quan tố tụng xác định hệ thống máy xét nghiệm khi nhập về Việt Nam có giá hơn 2 tỷ đồng. Song các bị can đã thống nhất nâng giá nhập khẩu, sau đó mua bán lòng vòng. Cuối cùng CDC Hà Nội mua thiết bị với giá cao gấp nhiều lần. Viện kiểm sát xác định các thiết bị y tế được mua với giá tổng cộng là hơn 4 tỷ nhưng các bị can đã nâng khống lên trên 9 tỷ, hành vi phạm tội của Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ. Trong vụ án, Nguyễn Nhật Cảm chịu trách nhiệm chính khi chỉ định gói thầu mua sắm thiết bị phòng chống dịch, ông Cảm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để thỏa thuận thống nhất giá mua sắm thiết bị y tế. Quá trình điều tra cơ quan chức năng chưa có căn cứ để xác định các bị can có tư lợi trong việc mua bán số thiết bị y tế. Sử phạt người đàn ông xúc phạm cảnh sát giao thông để bênh vợ. Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Đinh Văn Huyệt, 30 tuổi, trú tại thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Theo Công an tỉnh Bắc Cạn, ngày 5 tháng 11, anh Huyệt dùng tài khoản Facebook có tên là Đinh Huyệt, đăng tải hình ảnh Tổ Cảnh sát Giao thông của Công an huyện Bắc Nạm đang làm nhiệm vụ, kèm nội dung xúc phạm tổ công tác sau khi xác minh công an huyện bắc nẵm đã mời anh huyệt lên trụ sở làm việc tại cơ quan công an anh huyệt cho biết do vợ bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bắc nẵm xử phạt hành chính về lỗi điều khiển xe mô tô chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm anh huyệt xin tổ công tác bỏ qua cho vợ nhưng không được nên đã về nhà đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng chức năng Áp dụng điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 NDCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an huyện Bắc Nẵm đã ra quyết định xử phạt anh Huyệt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Xét xử 47 bác sĩ điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuồn thuốc ra ngoài bán trục lợi Vừa qua, Tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công bố tại phiên tòa, quá trình điều tra xác định tổng cộng có tới 47 bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trong giai đoạn 2017-2019 đã có hành vi thu gom thuốc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần, tuần ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định 42 trên 47 người tuy có vi phạm trong quá trình tuồn thuốc ra ngoài bán, hưởng lợi từ quá trình bán thuốc trái phép nhưng hành vi không còn gây nguy hiểm cho xã hội, hậu quả ít nên quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời giao cho Sở Y tế Thanh Hóa và Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tiến hành xem xét kỷ luật theo quy định. Năm người còn lại bị khởi tố, truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa ra xét xử gồm có Vi Du Lịch, 48 tuổi, Nguyên trưởng Khoan 51, Phan Văn Giỏi, 59 tuổi, Nguyên trưởng Khoan 52, Đinh Thị Thu Hồng, 47 tuổi, nguyên trưởng khoa nữ. Phạm Thị Nhung, 32 tuổi và Phạm Thị Phương, 35 tuổi đều nguyên là điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2017 đến 2019, lợi dụng chức vụ là trưởng các khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, Vi Du lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã cầu kết với các điều dưỡng, nhân viên của các khoa thu gom thuốc điều trị thừa hoặc thuốc bệnh nhân không uống, điều chỉnh y lệnh sinh ra thừa thuốc nhưng không làm thủ tục trả lại cho bệnh viện trái lại đã câu kết với các điều dưỡng, nhân viên trong khoa đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Đối với bị cáo Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương là các điều dưỡng viên đã có hành vi trực tiếp đưa thuốc ra ngoài bán, sau đó mang tiền bán thuốc được về chia cho những người cùng cấu kết với mình. Cơ quan chức năng đã xác định tổng số tiền các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước trong thời gian từ 2017 đến 2019 là hơn 1,6 tỷ đồng. Tại phiên tòa tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vi Du lịch lý giải nguyên nhân gom thuốc bán trái quy định là do thấy thu nhập của cán bộ nhân viên trong khoa thấp, có những người chỉ có mức lương từ 2,8 đến 3 triệu đồng một tháng nên đồng ý cho những người trong khoa thu gom thuốc để bán nhằm tăng thêm thu nhập. Bị cáo lịch khai trước tòa, bị cáo không nghĩ rằng mức độ lại nghiêm trọng như vậy. Quá trình gom thuốc đem bán không báo cáo cho ban giám đốc, không chia tiền cho lãnh đạo bệnh viện cũng không cho ai có chỉ đạo mà do bị cáo và các nhân viên trong khoa thực hiện. Trong khi đó, bị cáo Đinh Thị Thu Hồng, nguyên trưởng khoa nữ bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa lại cho rằng do quy trình thủ tục trả lại thuốc thừa rất rườm rà, khó khăn và nhiều thủ tục nên không thể trả lại thuốc cho bệnh viện mà đem ra ngoài bán. Khi đại diện viện kiểm sát nêu hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại cho người bệnh trong quá trình điều trị, bị cáo Hồng đã bật khóc và nói: "Khi cho bệnh nhân tâm thần uống thuốc, nhiều bệnh nhân không chịu uống, chống đối chúng tôi, chửi đánh chúng tôi nên mới thừa thuốc." Cáo trạng nói hành vi phạm tội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh thì bị cáo thấy không đúng lắm. Bị cáo không mất đạo đức đến vậy. Thuốc chúng tôi bán không đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà nay kết luận ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, tôi cảm thấy đau lòng lắm. Sau khi xét xử, hội đồng xét xử xác định cả năm bị cáo trên không có tình tiết tăng nặng và cả năm bị cáo đều có nhiều tình tiết để giảm nhẹ nên đã áp dụng mức phạt thấp nhất của khung hình phạt. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vi Du Lịch 15 tháng tù, Phan Văn Giỏi 6 tháng tù, Đinh Thị Thu Hồng 9 tháng tù, Phạm Thị Phương 4 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đối với 42 bác sĩ điều dưỡng khác không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Sở Y tế Thanh Hóa và Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã tiến hành xem xét kỷ luật, trong đó 10 người bị kỷ luật cảnh cáo, 30 người bị kỷ luật khiển trách, hai người còn lại chưa tiến hành kỷ luật do đang trong thời gian nuôi con nhỏ triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lời bất chính tại Tây Ninh. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phạm Đức Điệp, 28 tuổi, Nguyễn Ngọc Lâm, 28 tuổi, Đào Văn Hùng, 46 tuổi cùng quê Ninh Bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Hoàng Văn Phi, 44 tuổi, được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Trước đó, trưa 25 tháng 11, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang điệp thu tiền lãi của một người dân tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Từ lời khai của Điệp, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp nhóm người còn lại, khám xét nơi ở của một số người này tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, công an thu giữ gần 140 triệu đồng, một thùng giấy đựng nhiều tờ rơi cho vay trả góp, 6 thẻ ATM các loại, nhiều giấy ghi nợ. Qua điều tra, công an xác định từ năm 2018, nhóm Điệp bắt đầu cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Điệp in nhiều tờ rơi cho vay trả góp rồi đi giải, phát trên các tuyến đường ở thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Từ tháng 9 năm 2020 đến khi bị bắt, nhóm điệp đã cho hơn 100 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Theo công an, nhóm điệp cho vay tiền nóng và vay tiền góp với lãi suất khác nhau. Với hình thức cho vay nóng, lãi suất từ 180 đến 720% một năm. Cho vay tiền góp ngày với lãi suất 125% một năm. Khi cho người dân vay tiền, nhóm điệp sẽ thu giữ giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của con nợ. Những người vay tiền không có khả năng chi trả sẽ bị nhóm điệp nhắn tin khủng bố tinh thần và dọa đánh. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.